Vâng, xin kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn. Thì tôi đang đứng ở một cái quán cà phê bên cạnh chợ tình Sapa. Thì đây là toàn cảnh của chợ tình Sapa. Hôm nay thì là ngày lễ nên mọi người đến đây rất là đông. Hiện tại thì trời đang mưa, tuy nhiên thì cũng không cản trở được cái không khí nhộn nhịp ở nơi đây mọi người ạ. Xin chào mọi người nhá. Thì bây giờ tôi với cả bạn gái tôi đang đi bộ lên chợ tình chợ đêm để cùng khám phá về đêm mọi người ở đây như thế nào. Rất may là thời tiết rất là ủng hộ. Hiện tại thì trời lạnh, tuy lạnh nhưng mà không mưa. Vâng. Vâng, hello các bạn. Chúng tôi đang đứng ở chợ tình Sapa. Thì hiện tại thì là không có cái gì cả. Hôm nay chúng mình cũng không được may mắn cho lắm, tại vì là hiện tại thì không có chương trình gì ở dưới này cả. Đấy, các bạn có thể thấy bên kia là nhà thờ. Ơi, bao tiền một cân? Thấy cái quả, quả đây, quả kiwi à? Vâng, rất nhiều đồ nướng. Ở ngay chỗ góc của bên xe đây. Nướng này bao nhiêu một xiên bạn nhỉ? Tùy ạ. Giá đường Minh lấy. Đi đi. Go. Trứng nướng. Có rất nhiều loại chè. Đây là ô mai. Rất là nhiều. Đấy, đây là cái món mình thích nè. Hạt dồi rừng và mắc khén.